Xin chào tất cả các bạn. Đầu tiên mình chúc cho các bạn một ngày tốt lành. Như các bạn biết đó, từ khi loài người cũng ta xuất hiện thì thế giới tâm linh luôn hiện hữu song hành với sự phát triển của chúng ta. Thế giới tâm linh ở đây gồm trí tuệ, ý thức, tinh thần, linh hồn của sinh vật và đỉnh cao đó là con người của chúng ta. Như các bạn biết đó, các hiện tượng huyền bí như yêu ma, thần giao cách cảm, bóng đè, mộng du, thôi miên. Và theo sự giải thích của các cái lĩnh vực khác nhau, ví dụ như tôn giáo và đỉnh cao là Phật giáo thì giải thích chúng ta đi đến từ đâu thì chúng ta trở về đó. Nếu người nào tu tập tốt thì trở về Tây Phương Cực là cái Phật A-di-đà. Còn nếu người nào độc ác thì bị đầy đỏ xính chính cái tầng địa ngục. Còn nếu nào sống tốt đẹp thì tái sinh thành người trở lại, gọi là luân hồi. Còn theo Thiên Chúa Giáo thì sao? Nếu chúng ta sống tốt thì chúng ta thấy lên trời cùng với Đức Chúa Trời. Còn nếu chúng ta sống độc ác thì cũng đầy xuống chính tầng địa ngục. Theo lý giải của khoa học, trong nhiều lĩnh vực khác nhau như y học, sinh học, xã hội học, khoa học cơ bản thì cũng khác nhau. Đúng là thiên tài Einstein nói chẳng sai, khoa học không có tôn giáo thì khập khiễng, còn tôn giáo không có khoa học thì mù quáng. Hồi nãy giờ mình đùa với các bạn chơi thôi chứ thực ra thì như thế này. Như các bạn biết là dân tộc người Việt của chúng ta thì có cái truyền thống là mỗi lần là Tết hay giỗ quải thì chúng ta hay đi tảo mộ hay là dãy mã mộ để rước ông bà tổ tiên của chúng ta về đoàn tụ với gia đình, luôn luôn phù hộ cho người sống là trở nên tốt đẹp hơn ha. Cho nên hôm nay mình có một số người thì không có biết được cái cảnh dãy mã mộ ở quê như thế nào ha. Bây giờ mời tất cả các bạn theo chân mình để mình quay cái cảnh mã mộ cho tất cả các bạn xem nha. Các bạn, hôm nay là ngày 30 rồi ha, mai là mùng 1. Như vậy Tết Nguyên Đán cổ truyền dân tộc Việt Nam của chúng ta năm 2019 thì hôm nay sáng 30 mình cùng với các anh chị em trong gia đình đi tảo mộ, tức là đi dãy mã mộ ông. Tất cả đều ai mất chung ở đây hết. Mộ ai to quá à?
cô cũng nam hả? Còn tê xìa chết của nhau. Trung năm nào cũng giấy mã mổ hả Trung? Dạ. Tám đặng đặng thị dĩ hả? 68 mẫu thân, 41 tuổi, hướng dương. Hóa ra hướng dương cũng nhiều đó. Hướng dương không có trường. Đã đâu có ai thọ có ông hai gì đó. Ông hai ứng đâu vừa hướng thọ đi. Ở của dường hai ứng đâu? Ông hai ứng đâu? Đang kia mà chưa thành nhưng mà. À. Còn phía trong kia ha. Đặt ở nè. Lại tăng là hướng dương hết chứ ai đâu hướng thọ. Có cây mới mới kia là mới luôn á hả? Phải không? Bình tĩnh nha, cũng danh nè. Danh đâu? Danh đây. Ông ba tỉnh hả? Ta lên gọi là vòng hoa trước mộ hả? Biết vòng hoa trước mộ không Trung? Hoa đây là hoa trường thọ hả? Này bao nhiêu cái sao biết được? Năm nào cũng vậy mà. Khu này ngày xưa là y là trung đại phải không ta? Thầy mà nhỏ quá vậy chứ? Không, nhưng mà to hoài luôn trước nó bờ luôn trước. Ra đúng rồi, nhưng mà mua không? Nào cũng để mua chốt rồi, nó cháy, cháy nhà mà ai luôn. Nếu nào nó là vậy má của nó chỉ tốt hết á. Mà bao nhiêu năm rồi? Còn chéo cậu bạn nào đi cũng được. Không biết nói gì nó cùng cậu bạn nào. Làm anh khó khăn quá, chờ tôi có chỗ hướng đạp giờ. Chú mà cứ vô bàn chưa hết. Giờ thầu đó chứ giờ làm anh có tiền mà biết sao không? Cái mà giàu hết. Làm anh có tiền mà. Thiên gạch đã với xui hai từng mười kéo lưới gì đâu bóng lên 1 gang 2 gang đầu kéo lưới vào mười lên cho nó khối đầu đất nước khối đầu đường mã rồi con cò nó vô nó dầm nó pha không rồi cứng rồi. Vô dọn thử quá.
đeo cái đầu đất là làm còn đúng chưa? Đó xong. Đào nó đi phải không? Đào nó không.